tổ lốc cơ sắt N2 Next Gen được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghệ Singapore, chất liệu sắt sơn tĩnh điện nhưng được nâng cấp từ dòng tổ truyền thống, được cải tiến về thiết kế. Tổ kết hợp với khóa số 906 giúp người dùng tối ưu chi phí đầu tư và tiện lợi hơn khi sử dụng. Dùng mật mã để đóng mở tủ, không sử dụng chìa khóa vật lý. Tủ được thiết kế hai hệ thống lam gió, mang đến sự thông thoáng, tránh tình trạng ẩm mốc. Bên trong tủ được trang bị thêm tấm chiên ngăn, khách hàng có thể tùy chỉnh vị trí của tấm chiên ngăn theo nhu cầu sử dụng. Khách hàng có thể tùy chọn kích thước mong muốn theo nhu cầu của mình. Tủ được thiết kế bản lề âm hiện đại, thẩm mỹ, không gây ra tiếng ồn khi sử dụng. Để tìm hiểu thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ với website hoặc hotline của Locker & Lock để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.